Chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã chọn xem bản tin 365 ngày chuyển động. Gần Tết thì giá cả các mặt hàng nông sản biến động theo nhiều hướng, cùng với nhu cầu của thị trường ra sao. Đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý khán giả và bà con trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Bưởi da xanh, cam sành ở Bình Phước gì đâu nên nổi. Cây bông trang miền Tây mùa Tết này lên đời vì cách tạo hình độc lạ. Muốn nâng cao sản lượng và giá trị nông nghiệp, Lâm Đồng cần phải chú trọng hơn lĩnh vực nào? Đây là nội dung có trong chương trình hôm nay. Hồ tiêu, cà phê và điều là thế mạnh của các tỉnh Đông Nam Bộ. Thế nhưng như chị Ngọc Như và quý khán giả cũng biết, năm rồi phải nói là một năm tệ hại nhất đối với những loại cây này. Và cũng bởi vì vậy mà bà con đã chán chường, phá bỏ diện tích, chuyển đổi cây trồng. Đây là điều nên làm để có thể duy trì được hiệu quả kinh tế. Thế nhưng ai cũng cùng một suy nghĩ đó và cùng một lúc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và tập trung nhiều ở cây có múi như là bưởi, quýt, cam nên mới có chuyện đáng nói ở đây. Thời điểm này, trên thị trường trái cây có múi giảm giá mạnh so với cách đây vài tháng, nhất là bưởi da xanh và cam sành. Nguyên nhân được xác định là các nhà vườn ở Bình Dương đã vào mùa vụ thu hoạch nhiều loại trái cây có múi như cam, bưởi, quýt nên nguồn cung nhiều. Cùng với đó, điều kiện thời tiết năm nay tương đối thuận lợi nên sản lượng trái cây có múi của các nhà vườn đều tăng so với năm trước, kéo theo giá giảm đến 60% so với 2 tháng trước. Theo bà con, thương lái đến tận vườn thu mua bưởi loại 1 với giá 28.000 đến 30.000 đồng một ký. Loại 2 chỉ từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký. Đồng cảnh ngộ với bưởi, giá cam sành trên thị trường hiện cũng giảm mạnh so với 2 tháng trước. Giá cam sành hiện dao động quanh mức 7.000 đến 9.000 đồng. Thời gian qua, bưởi da xanh đã được xuất khẩu đi nhiều nước nên nhiều người vẫn xem đây là loại trái cây cao cấp. Tuy nhiên hiện tại thì loại trái cây này được rao bán tại khắp các chợ và đường phố. Mức giá này được xem là thấp, chưa có tiền lệ. Và hiện nay nhiều vườn trồng bưởi trong tỉnh đang găm hàng đợi bán Tết. Nhưng mà theo diễn biến hiện nay, giá bưởi phục vụ Tết Kỷ Hợi theo dự đoán sẽ thấp hơn nhiều so với các năm trước. Như vậy thì mới có thể thấy là sự phát triển quá nóng về diện tích cây có múi, bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng và các địa phương đã bắt đầu xuất hiện những hệ lụy. Thưa quý khán giả và bà con, là phụ nữ thì chắc chắn là ai cũng muốn giữ gìn vóc dáng, làn da đẹp, đúng không ạ? Và vì thế mà hình như là ai cũng muốn ăn trái cây là rau xanh thì phải. Và trong thời buổi mà chất lượng nông sản đã giảm đi khi mà chất hóa học và phân bón hoành hành thì những sản phẩm sạch lại được lên ngôi. Nhân và tỉnh Lâm Đồng là nơi mà từng được biết đến khi mà có nhiều diện tích nông sản sạch và trong lúc nhu cầu tiêu thụ mạnh thì giá những loại rau củ ở đây lại hút hàng giá cao. Do thị trường tiêu thụ mạnh nên giá xà lách Cô Ron Đà Lạt tăng mạnh so với tuần trước. Cụ thể xà lách Cô Ron Đà Lạt 16.000 đồng một ký tăng 8.000 đồng một ký, cải thảo 4.000 đồng một ký tăng 2.000 đồng. Khoai tây 13.000 đồng một ký tăng 3.000 đồng, riêng củ dền 3.000 đồng một ký giảm 1.000 đồng, hành lá 8.000 đồng một ký giảm 2.000 đồng, đậu leo 5.000 đồng một ký giảm 4.000 đồng. Các sản phẩm hoa, hoa cúc cành 14.000 đồng một chục tăng 2.000 đồng. Các loại hoa còn lại như lê ơn, đồng tiền, quả hồng, lily đều có giá ổn định so với tuần trước. Thưa bà con, để sản xuất rau màu cho hiệu quả kinh tế trong vụ đông trước những cái biến đổi khí hậu khó lường, nhà nông cần phải lưu ý và áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật một cách có chọn lọc khắt khe mới giành được thành công. Sau đây là những lưu ý của kỹ sư nông nghiệp mong sẽ giúp ích cho bà con nông dân. Thưa bà con nông dân, trong giai đoạn cuối năm hiện nay, bà con nông dân trồng rau hoa cần quan tâm đến vấn đề gì? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Vâng, xin chào kỹ sư. Thưa kỹ sư nhận định như thế nào về tình hình trồng cây rau hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay ạ? Thì đặc biệt với cái diễn biến khí hậu hiện nay thì phức tạp, thì có những cái cơn mưa cuối mùa cũng như là những cái cơn bão cuối năm thì có những cái biến đổi phức tạp, đó là về cái tình hình thời tiết ẩm độ cao về ban đêm cũng như là cái nhiệt độ thấp thì làm cho một số cái dịch hại, đặc biệt là bệnh hại gây hại trên cây hoa và cây rau, làm giảm cái năng suất cũng như là cái vấn đề đầu tư về cái chăm sóc cho những cái rau hoa sẽ tốn kém hơn và chi phí đầu tư sẽ cao hơn. Bên cạnh đó thì sẽ đầu tư về một số cái hóa chất, thuốc về thực vật để làm ảnh hưởng đến cái chất lượng, đặc biệt là cái dư lượng thuốc của về thực vật trên những cái sản phẩm rau đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt như khoai tây, một số rau xà lách hoặc là cây rau họ tục tự. Như những gì kỹ sư vừa chia sẻ thì bà con nông dân phải chú trọng đến việc quản lý sâu bệnh hại như thế nào để có thể tăng năng suất cây trồng?
thì để quản lý tốt thì chúng ta phải cần phải bảo cái tuân thủ theo cái nguyên tắc đó là bảo vệ cái cây khỏe, nhất là chúng ta sẽ chọn những cái cây giống khỏe như là từ những cái chọn những cái vườn ươm mà đã có uy tín cũng như là công bố tiêu chuẩn chất lượng về cây con để chúng ta lựa chọn những cây giống chúng ta trồng để cây khỏe. Ngoài ra chúng ta cũng bón phân cân đối giúp cho cây sinh trưởng tốt và kháng lại một số cái sâu vô bệnh hại, đặc biệt là những cái thời điểm là mưa nhiều cũng như là cái ẩm độ cao về ban đêm. Ngoài ra thì chúng ta cần phải chú ý tới cái biện pháp là thăm đồng thường xuyên để mà chúng ta phát hiện kịp thời các cái dịch bệnh gây hại mà chúng ta phòng trừ để cho nó mang lại cái hiệu quả. Nếu mà để các cái dịch hại bùng phát lên thì chúng ta quản lý rất là khó khăn. Để mà canh tác các cái loại rau mà theo cái hướng hữu cơ cũng như là cái việc ghép thì chúng ta cũng nên là chú trọng với cái việc sử dụng các cái chế phẩm sinh học hoặc là cái sản phẩm sinh học để chúng ta phòng trừ các đối tượng. Thì để phục vụ cái nguyên Tết Nguyên Đán thì chúng ta chú ý một số các loại hoa như lây ơn, đồng tiền, cẩm chướng, rồi hoa lily. Thì chúng ta cần phải chú trọng đến cái biện pháp là bón phân cân đối như là thăm đồng thường xuyên để mà đem lại cái chất lượng hoa tốt hơn và đẹp hơn và phục vụ cái Tết Nguyên Đán sắp tới. Cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của kỹ sư ạ. Cái bông trang thì chắc là quý khán giả, bà con và chị Ngọc Như cũng đã không còn xa lạ nữa rồi. Đây là loại cây nở hoa quanh năm nhưng mà giá trị của nó thì không cao. Nhưng quý khán giả và bà con khi nhìn thấy hình này thì không biết sẽ nghĩ như thế nào ạ? Nhờ bàn tay tài hoa của người tạo hình mà giá cả vì thế cũng đã tăng bất ngờ. Nhân và nếu như ai muốn mua hoặc là một lần chiêm ngưỡng sự độc đáo này, có thể sẽ ghé thăm dự kiện ở thành phố Cần Thơ mà phóng viên của chương trình đã có dịp ghi nhận được. Nằm cạnh quốc lộ 91B, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, dự kiện văn trường luôn thu hút ánh nhìn của nhiều người bởi những cây kiện thú cao từ 2 đến 3 mét, trổ bông rõ rực với đủ hình dáng như lông, lân, quy phụng, quy long, khỉ, trâu hay những chú heo ngộ nghĩnh linh vật của năm 2019 sắp tới. Là một người làm kinh doanh nhưng do đam mê cây kiện nên vợ chồng chị Nguyễn Kim Loan đã mạnh dạn đầu tư cho mình một vườn kiện thú bông trang với nhiều kích cỡ khác nhau. Như cái cây trang này nó có nhiều ưu điểm lắm em, là cái cây trang lá nhỏ này cái lá nó cũng đẹp, là cái bông là nó có quanh năm. Bởi mình làm lên một cái sản phẩm là luôn lúc nào nhìn cái cây, cái sản phẩm của mình nó cũng đẹp, bông nó rực rỡ. Bông trang thì nhìn nó ra hoa rồi nó sẽ sống động hơn, mấy cái cây kia thì nó chỉ có lá thôi, nó không có hoa. Nó không đẹp được bằng như bông trang. Thưa quý khán giả, để tạo được hình con linh vật thì các nghệ nhân nơi đây chỉ cần mất từ 5 đến 10 ngày sẽ hoàn thành. Nhưng mà để tạo được cái dáng cao to, cành lá xum xuê như thế này thì đòi hỏi cây bông trang phải có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm trở lên. Nhờ đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo cộng với sự tỉ mỉ của anh Hải mà vườn kiển trồng hơn 3 hectare của chị Loan giờ đã có hơn 200 loại kiển thú lớn nhỏ. Mỗi con đều mang một thần thái và sức hút riêng biệt, mang đến sự sung túc tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, Tết Kỷ Hợi năm nay, vườn kiển của chị Loan cho ra nhiều chú heo bằng cây bông trang có giá trị, tạo nên một mặt hàng mới thu hút giới chơi kiển gần xa. Tìm kiếm một sản phẩm có giá trị để làm giàu không khó nếu như chúng ta biết nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo và nặng lòng với công việc mà mình theo đuổi. Thưa bà con và quý khán giả, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là nông nghiệp sạch đang là định hướng phát triển bền vững cho nhiều nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và mặc dù xuất thân từ một hướng dẫn viên du lịch nhưng mà một chàng trai 9X tại tỉnh An Giang đã dấn thân vào nông nghiệp và đạt được những thành công rất là khá. Sau đây thì xin mời quý khán giả và bà con cùng tìm hiểu xem dự án khởi nghiệp của người trẻ này là gì mà được nhiều nông dân địa phương đón nhận một cách nồng nhiệt bởi những giá trị mà sản phẩm này mang lại trong việc gia tăng năng suất cây trồng. Chỉ mới khởi nghiệp gần 3 năm, Nguyễn Tuấn Vũ sinh năm 1992 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ghi dấu trên thị trường nông nghiệp địa phương bằng thương hiệu AgriHero, phân trùng quế. Theo Vũ cho biết, ngoài làm nguồn thức ăn giàu đạm, chất lượng cao để nuôi gia súc, gia cầm và thủy hải sản, làm giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, thì phân trùng quế chứa một hỗn hợp vi sinh có hoạt chất cao, dễ hòa tan trong nước, chứa hơn 50% chất mùn. Do đó, không chỉ kích thích tăng trưởng cây trồng, kích thích ra hoa mà còn có tác dụng tăng khả năng cải tạo đất. Hiện tại,
sản phẩm phân trùng quế cải thiện dinh dưỡng cho cây trồng như xoài, dừa, cam, chanh và dịch trùng quế ứng dụng vào trồng rau sạch thủy canh của Vũ đã được nhiều nông dân trên toàn quốc đón nhận. Trong tương lai thì tụi mình cũng đang có những cái đề án nghiên cứu về sức khỏe để mà ngăn ngừa bệnh tai biến mạch máu não, và về mặt làm mỹ phẩm sắp tới thì mình sẽ làm một cái thủy phân từ côn trùng quế để ra được cái hàm lượng amino acid cao nhất để mà đưa ra ngoài thị trường. Và đây hiện tại là cái dự án này là của Nhật Bản, thì mình cũng có liên kết với một cái giáo sư bên đó để mà họ hỗ trợ trong việc là nghiên cứu giúp mình. Vũ cho biết thêm, hiện tại anh đang tích cực ngày đêm nghiên cứu thêm để cho ra đời những sản phẩm mới, bởi trùng quế là một vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có thể làm thay đổi cả vị thế ngành nông nghiệp Việt Nam khi dịch trùng quế được nhiều nước chế tạo ra cả dược phẩm, mỹ phẩm. Tìm một mô hình để khởi nghiệp không hề đơn giản, và làm thế nào để khởi nghiệp thành công thì không phải ai cũng làm được, đúng không chị Ngọc Như? Và chàng trai trẻ An Giang đã làm được điều đó và cho chúng ta thấy là không gì là không thể nếu như chúng ta quyết tâm tìm tòi và nghiên cứu. Mà việc khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch hiện nay thì rất được đón nhận. Thưa bà con, có nền tảng nông nghiệp tốt, tỉnh Lâm Đồng đang ngày càng tìm cách nâng cao hơn nữa giá trị. Trong đó chú trọng vào việc đầu tư chế biến không chỉ từ các doanh nghiệp mà đến tận các hộ nông dân. Nếu như tạo được quy trình đó thì bà con sẽ trăm phần có lợi. Để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản Lâm Đồng, nhất là đối với những loại nông sản thế mạnh, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tăng cường các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp, các hợp tác xã và nông hộ đầu tư chế biến nông sản. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 1.800 cơ sở sơ chế chế biến nông sản, trong đó nhiều nhất là các cơ sở chế biến rau với 910 cơ sở, tiếp đến là những cơ sở chế biến cà phê, chè, trái cây. Sản lượng các loại nông sản qua sơ chế chế biến: rau 54%, cà phê 40%, chè 100%, trái cây 7%. Tuy nhiên, tỷ lệ nông sản chỉ qua sơ chế một số loại nông sản, nhất là trên lĩnh vực sản xuất rau củ quả thì vẫn còn nhiều. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến giá trị các loại rau xanh của Lâm Đồng trên thị trường. Và trước đó thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã rà soát xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt định mức hỗ trợ dự án doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân sản xuất và tiêu thụ nông sản theo Nghị định 98 của Chính phủ. Cụ thể, hỗ trợ 100% chi phí tư vấn, nghiên cứu xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường với tổng mức tối đa là 300 triệu đồng, hoặc hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng tương đương, chiếm 30% vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, bến bãi, kho tàng, phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, còn hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi giá trị sản phẩm. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Rất cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.